Chương trình sân khấu hóa của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An xin phép được bắt đầu. Vui hơn mừng về đây ta dự hội, cùng nhau trao đổi gặp gỡ giao lưu. Mỗi thành viên ta quý tuyên truyền ngay, hãy cam kết thực hiện các tiêu chí mà công đoàn ngành y phát động, giữ vững phong trào phát triển đi lên. Nào bạn ơi, mỗi chúng ta nguyện thi đua cùng vui làm hài lòng bệnh nhân. Ấm bão nghĩa tình. Mời bạn đến bệnh viện đông y, bác sĩ ân cần chăm lo điều trị, chăn trở nghỉ suy từng ca bệnh nặng, quên gian lao vất vả tháng ngày vì sức khỏe bệnh nhân thân yêu, người thầy thua dệt bao tình thương. Sáng người thầy lương y như tư mẫu, chữa bệnh cứu người chẳng mong đáp lệ, thực hiện làm theo lời dạy của bác ở hồ. Hội đồng ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí đến với hội thi hôm nay, đội tuyển Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An xin được giới thiệu tiểu phẩm Bài học này không của riêng ai, với sự tham gia thực hiện của các thành viên Thành Huy trong vai ông Nghĩa, bệnh nhân trong bà Tình, Hồng Gấm trong vai bà Tình, người nhà bệnh nhân vợ ông Nghĩa, Hương Trầm trong vai Mai Điều Dưỡng, Thanh Tâm trong vai Kiều Điều Dưỡng, Đặng Hiền trong vai bà Nga bệnh nhân, Thanh Nhàn trong vai bà Sơn bệnh nhân, Huyền Trang trong vai bà Hòa người nhà bệnh nhân, Hồng Như trong vai bà Loan người nhà bệnh nhân, Văn Cương trong vai ông Hùng bệnh nhân, Hồng Dung trong vai bác sĩ Tâm trưởng khoa. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lên sân khấu để đón xem diễn biến của tiểu phẩm. Trước
Trời ơi, đau quá ba ơi. Đau nhức không chịu được. Ôi cha mẹ ơi, đau quá đi thôi. Ông ơi, ông đừng kêu, để tôi hỏi đường đã. Ôi cha mẹ ơi, ba hỏi được chứ. Răng ba cứ đứng lắc lư như là xe to xe nhỏ chạy chóng hết cả mặt. Có ai dừng lại mà hỏi? À, đấy rồi, cháu ơi, dừng xe lại cho ba hỏi thăm một tí. Ôi, đau nhất không chịu được. Kể ông. Dạ, cháu chào ông ba. Ông ba cần gì cháu giúp ba? Cháu ơi, chỉ cho ông tới bệnh viện y học của tuyên tỉnh với NM cháu ơi. Ôi cha mẹ ơi. Dạ, bệnh viên cũng ở gần đấy rồi ông ạ. Vừa đúng lúc cháu vừa hết cắt được đáng trên đường về đấy. Ông ba, cháu, ông ba yên tâm, cháu sẽ giúp đưa ông ba tới viện, vào phòng khám và làm thủ tục ạ. Ông ơi, ta gặp máy rồi ông ạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thế cháu là... Dạ, cháu là Mai, nhân viên của bệnh viện đấy ạ. Bây giờ thế này, ông đau không đi được, cho ông ngồi lên xe, ba cháu ta cũng đẩy xe đi bộ ạ. Ôi, quỷ hóa quá. Ui, nào, ta ui, đi cháu. Ôi, đau nhất kìa ông. Alo, anh à, mệt chết đi được, ở bệnh viện ngoài phục vụ bệnh nhân ra còn phải tập văn nghệ để đi thi. Thế anh ra sân bay chưa? Cô ơi, cho tôi hỏi tí. Trời ạ, để người ta trả lời điện thoại xong đã. Lúc đấy hỏi cái gì thì hỏi chứ, người đâu mà lại. Dạ, à dạ. Thế lúc nào hạ cánh xuống sân bay, anh gọi là em ra ngay. Dạ, em nhớ rồi ạ. Trời ơi, về giờ nào không về, lại về đúng cái giờ phải rồi. Ra đón con trong giờ làm việc, thế có chết người ta không cơ chứ. Này, lúc này ông định hỏi cái gì thế hả? À, tôi sắp được ra viện, định hỏi cô mùi tóc bổ về nhà uống. Về nhà uống? Cái đó thì ông đi mà hỏi bác sĩ điều trị ấy, làm phiền người ta. Cô thông cảm, tôi thấy cô phát thuộc nên tôi mới hỏi. Có thế mà cũng phiền hả cô? Mất lịch sự. Trong lúc người ta đang trả lời điện thoại, cứ chen ngang. Này, cô bảo ai mất lịch sự? Hái đồ bù bù kiểu gì thế hả? Kiểu gì? Đừng có mà lý sự bắt bẻ nha. Được, tôi nói cho cô biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Không bỏ qua? Không bỏ qua thì ông làm được gì tôi hả? Hả? Gì mà lời quá tiếng lại to thế? Cái ông gan dở này, hạch sách hỏi nò hỏi kia, thật là khó chịu. Này, cô đừng có mắng ơi. Cháu xin ông, em xin chị, có chuyện gì nhẹ nhàng tư tốn nói với nhau, không nên đôi co như thế. Hôm nay chị tâm trưởng khoa đi vắng, có ở nhà là cả hai người bị khiển trách rồi đấy. Tôi làm gì mà bị khiển trách? Có khiển trách, lấy cái cô kia kìa. Trách, còn lâu nhá. Đấy, cháu thấy chưa? Thái độ phục vụ như thế này là không thể chấp nhận được. Tôi là tôi. Dạ, xin ông bớt giận, để cháu gặp chị ấy trao đổi xem, chắc là có chuyện gì đó làm cho chị ấy. Đúng đúng ạ. Chúng ta là bệnh nhân, nhiều lúc cũng phải. Tôi nghe chú, thế chú đi mổ đó. Ông ơi, may mà có cháu Mai đây, mấy hôm nay giúp tôi tập đi, chịu khó nhẹ nhàng lắm. Theo chỉ định của bác sĩ điều trị, cháu đưa tôi xuống chụp X quang, siêu âm. Có chuyện gì mà làm ông bức xúc thế? Ôi, được như cháu Mai đấy thì chẳng có chuyện gì. Chứ phải như cái cô vừa nãy, thật đúng là... Dạ, thôi ông ạ, cháu xin phép ông đưa bệnh nhân đi đấy ạ. Rồi, chào ông nhá. Đi. Chào hai ba. Chào cô. Ba ơi, bệnh của tôi vào đây điều trị không biết có khỏi không? Hay là... Ba yên tâm, bệnh của ba vào đây là đúng quá con gì. Tôi để ý thấy có nhiều trường hợp bệnh nhân giống như ba vào đây được các bác sĩ khám, cho thuốc, điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, bệnh nhanh khỏi lắm, như tôi đây này. Bà Nga, bác Sơn đâu rồi? Hình như ai gọi ta hả ba? À, hai cái bà này ở ngoài này buôn dưa lê, để
cô ơi, chúng tôi mãi nói chuyện không biết cô gọi. Có gì không phải thì mong cô thông cảm bỏ qua cho. Thông cảm bỏ qua? Tôi bỏ qua cho các ba thì ai bỏ qua cho tôi? Vào nhận thuốc, chuẩn bị cho bác sĩ châm. Cô ơi. Cái gì? Có thể cho tôi đổi. Đổi? Đổi cái gì mà đổi? Muốn đổi thì đi mà hỏi bác sĩ điều trị ấy. Này 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 này, mấy người nhà ở trong phòng bệnh nhân kia. Đồ đạc gì mà để ngổn ngang trên giường bệnh thế này hả? Dẹp. Cô làm cái gì đấy hả? Nói cho mà biết, đấy là giường bệnh nhân nha. Dẹp hết. Còn mù mày không biết đấy là giường bệnh nhân nhá. Mẹ tôi vừa mới được chuyển viện vào, mọi thứ chưa kịp sắp xếp, có nhắc nhở là được. Đường này hung hung hổ hổ như là cói chừng đấy. Cói chừng cái gì hả? Bà ơi, sao cô ấy lại có thái độ như thế bây nhỉ? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân do đâu bà. Nhưng việc này chúng ta phải đi gặp bác sĩ trưởng khoa để phản ánh. Cán bộ ở đây ai cũng nhiệt tình, ân cần, chú đáo. Sao cô ấy lại... Thôi thôi, ta vào phòng đi bà, cũng quẩy ra thế ai ba con ở đây thì chết. Ừ, ta vào đi bà. Ôi, bữa ní thông thảo đường, bác sĩ ốm và khỏe ré. Chào bà Tinh, bà đến lúc nào thế à? Vừa mới đấy cô ạ. Ôi, ba đã tới, ở nhà thế nào hả? Ổn cả ông ạ, thế ông đã khỏi hẳn bệnh chứ mà. Rồi, ba nhìn đây, bệnh đau lưng, mỏi gối chóng mặt tan biến, phấn khởi ơi là phấn khởi. Thôi, được rồi, thế có chắc không? Hay ông chỉ là... Có chắc hay không? Thì có bác sĩ trưởng khoa đấy cho ba biết. Bà, trước khi cho ông ra viện, đã được bác sĩ điều trị khám kỹ và có kết luận. Bệnh của ông như thế là ổn bà. Cháu cũng đã kiểm tra và thống nhất như kết luận của bác sĩ điều trị. Hôm nay cháu làm thủ tục ra viện bà ạ bà. Đấy, bà thấy chưa? Cảm ơn bác sĩ Tấm, cảm ơn khóa, bà đi bà. Khoan đã ông ơi, ông nghe cháu dặn thêm. Về nhà ông nhớ không được uống rượu bia gì hết. Nhớ nhá. Rồi. Thuốc uống phải theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Nhớ đấy nhá. Rồi bà. Và ông nhớ tập thể dục đều đặn, ăn thêm rau củ quả để tăng chất xơ, giúp tiêu hóa tốt ông ạ. Cảm ơn bác sĩ Tấm. Đúng thật là ân cần chú đạo, tình cảm, như người có trách nhiệm như người thân trong nhà, chứ không phải như cái cô. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh trực tiếp của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cũng như thư góp ý của ông gửi cho khoa về thái độ phục vụ và có những hành động thiếu kiềm chế mà cô Kiều đã gây nên, cháu đã tổ chức họp khoa, tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ sự việc, được đồng nghiệp phê bình góp ý, nhắc nhở. Cô ấy đã có bản tự kiểm điểm, nhận ra việc làm sai của mình và tự thấy xấu hổ về lương tâm của người làm ngành y ạ. Ừ, cô ấy nhận thức như thế được là tốt cháu hả? Cần giúp cô ấy sửa sai. Dạ, cháu cảm ơn ông. Khuyết điểm của cô ấy cũng có một phần lỗi ở cháu. Là người quản lý, đứng đầu một khoa, thực tình mình cũng chưa sâu sát, kiểm tra thường xuyên, uốn nắn kịp thời, chấn chỉnh nhân viên, cho nên là... Kiều ơi! Dạ, chị gọi em ạ. Ừ. Ơ, cháu... Cháu chào ông bà. Chào cháu. Chào cháu. Ông ơi, cháu thành thật xin lỗi ông. Lẽ ra hôm đó cháu hướng dẫn tận tình cho ông thì đâu đến nỗi. Đằng này cháu lại có những cử chỉ, lời nói, hành động thiếu kiềm chế với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, vi phạm quy chế đạo đức ngành y. Cháu thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Cháu xin ông bà và mọi người ở đây tha thứ cho cháu. Kiều à, đây không những là bài học cho em mà còn là bài học cho cán bộ nhân viên ngành y tế. Chúng ta cần phải đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh mà hội thi tuyên truyền đang đề cập tới. Em biết không? Dạ, em hiểu rồi chị ạ. Em xin hứa với chị và mọi người sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế này nữa đâu ạ. Ừ, cố gắng lên cháu. Dạ. Chị cũng rất vui khi em nhận ra khuyết điểm của mình để mà vươn lên. Dạ, em cảm ơn chị. Cháu cảm ơn ông bà. Bài học này không của riêng ai. Tiểu phẩm được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ.